Chào mừng quý vị và quý khán thính giả đã đến với kênh Radio Tâm Linh Hôm nay chúng ta cùng đến với một tác giả rất là mới với kênh của chúng ta Thịnh Thơ Thần Câu chuyện của tác giả gửi đến mang tên Biệt thự giữa rừng cây Một căn biệt thự bỏ hoang rất là đẹp, rất là trắng lệ Thích hợp cho những người hướng nội, sinh sống, làm việc Đã bị bỏ hoang và một cặp vợ chồng đã mua lại Để rồi sau đó hàng loạt những bí ẩn được phơi bày không làm mất thời gian của quý vị thêm nữa chúng ta hãy cùng vào câu chuyện ngay sau đây hãy cho hành một like trước khi nghe nhé âm thanh xé gió của những chiếc xe máy chiếc xe con lao vụn vụt trong bóng tối họ gần như chẳng bận tâm mọi thứ hiện hữu xung quanh nhưng có lẽ họ không bận tâm cũng phải thôi bởi vì con đường này bao quanh chỉ toàn là núi rừng ánh đèn đường cũng chẳng có thì thoảng mới lắc đắc có một vài ánh đèn của xóm nhỏ ven đường hắt ra nếu mà để quan sát thì thậm chí sẽ còn nguy hiểm hơn nữa. Ơ, à, cái nhô nhà kia sao kỳ thế nhở? Một chiếc xe con đang lao nhanh thì tốc độ đột ngột bị giảm xuống bởi cúc cua trước mặt. Ngồi trong xe bây giờ là một người con gái và một người đàn ông. Nhìn cặp nhẫn trên tay họ, xem chừng họ là một đôi vợ chồng mới cưới. Chắc là gia đình họ đi đâu đó thôi Nhìn qua gương chiếu hậu Người chồng lắc đầu rồi trả lời Đi qua ngôi nhà được một đoạn Anh chồng nói tiếp Bao nhiêu năm giờ anh mới đi qua con đường này đấy Cô vợ không nói gì Mất một lúc mới khé sát kế lái Tròn tay thủ thể nói với chồng Ước gì sau này Em với anh cũng được ở trong ngôi nhà như vậy Tuy nằm cô độc Nhưng lại có nét gì đó cuốn hút bình yên nhở Người chồng nghe vậy thì mỉm cười Tiếp tục lái xe Chiếc xe còn của cặp vợ chồng trẻ ban giờ Cũng rời khỏi con đường quanh co của núi rừng Ánh sáng vàng vọt của cột đèn cao áp Khiến cho hai người cảm thấy an tâm hơn Là con đường vừa nãy Chiếc xe dừng lại bên đường Anh chồng quay sang mỉm cười nói với cô vợ Xuống xe thôi em, Cô vợ kéo dài khóe miệng thở dài hmm. Anh chồng không nói gì cả Chỉ khẽ mỉm cười Rồi quay người mở cửa xe Rồi xe đi được vài bước Thì cô gái từ phía sau thoáng vụt lên Rồi khoác tay chồng mình Cả hai vừa đi vừa thủ thì điều gì đó khá vui vẻ Cảnh tượng này Thêm ánh đèn vàng thơ mộng Thật đúng là vô cùng ấm áp Khiến cho bất cứ ai Nhìn vào cũng cảm thấy ngưỡng mộ nhưng không gì là hoàn hảo cả Hạnh phúc, tình cảm Là vậy họ cũng có những khó khăn Chẳng bao giờ nói ra Đôi vợ chồng như mới cưới này Cũng đã cưới nhau được 3 năm Anh chồng tên là Thắng Chị vợ tên Phượng Cả hai trước đó từng làm cùng một công ty Nên cũng dễ dàng tiến tới hôn nhân Sau khi kết hôn Hai vợ chồng cũng được hai bên nội ngoại cho phép ra ở riêng Nhờ vật tiền hai bên nội ngoại tích cóp từ trước nên cả hai cũng đủ mua một miếng đất cho hai vợ chồng. Nhưng trong lúc nồng nỗi, anh chồng nghe công ty thanh lý xe cũ nên đã mua lại một chiếc xe để thuận tiện cho việc hai vợ chồng đi lại. Tính xong chi phí, cuối cùng lại chỉ mua nổi một miếng đất nhỏ trong một con ngõ mà chỉ đi vừa hai chiếc xe máy. Và có lẽ cũng có thể do ngôi nhà cũng không được rộng rãi, cho nên họ cũng chưa quyết định sinh con mà cứ luôn sống như hai đứa trẻ vậy. Ra tay nhau tới trước cửa nhà, thắng loay hoay mở quá rồi kéo mạnh chiếc cửa sắt đã hàn dỉ bên ngoài. Sau đó là cánh cửa bên trong. Bước vào trong, Phượng để chiếc túi của mình xuống ghế, rồi ngồi sụp xuống chiếc ghế lông hai tay cô vươn dài hết cả chiều dài của chiếc ghế. Còn phải sống ở đây bao lâu nữa hả chồng? Thắng vẫn giữ tụ cười điềm đạm vui vẻ đáp. Ờ... Uh, lương của anh với em cộng lại thì uh, Sẽ mất khoảng 5 năm ấy <laughs> À Đó là phải bóp miệng đấy nhé Xì <laughs> Phượng lườm thắng một cái Nguyết dài rồi từ từ đứng dậy Đi vào căn phòng phía sau nhà Đợi khi Phượng đã quất bóng khuôn mặt thắng mới dần chầm xuống Anh lặng lẽ đi ra phía ngoài cửa Nhẹ nhàng rút trong bao thuốc ra Anh chầm một điếu hút một hơi Khẽ ngoảnh đầu nhìn lại <laughs> đúng là cái căn nhà này không thuận tiện một chút nào cả. nhìn căn nhà chật hẹp, thắng lại kéo thêm một hơi thuốc, nhả vào bầu không khí bên ngoài, hút dòng điếu thuốc, thì anh cũng vào trong nhà rồi chuẩn bị công tối cùng với vợ. căn nhà tuy nhỏ, cũng chưa có trẻ con, nhưng cuộc sống của hai người lúc nào cũng diễn ra vui vẻ và đầm ấm như vậy. họ chẳng bao giờ cãi cọ, dù là có ở nhà hay công ty đi chăng nữa. Họ cùng nhau dùng xong bữa tối Lại cùng nhau ngồi kể chuyện của ngày hôm nay Hầu như cả nhà Luôn vui vẻ như vậy Chập mắt một lúc thì trời cũng đã sáng Ánh nắng bên ngoài chiếu vào Cả hai vợ chồng còn trẻ Bị tiếng báo thức kêu lên đến khó chịu Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa Cuối cùng cả hai cũng phải bật dậy Thay nhau sửa soạn cho buổi sáng xong xuôi Cả hai xem xét lại Rồi cùng nhau đi làm Họ không ăn sáng ở nhà vì cả hai đều có tính ngủ nướng. Bởi vậy bất cứ quán ăn dọc đường nào cũng là bữa sáng của họ. Ngày hôm nay đi làm, họ vẫn chọn con đường tối qua vì con đường này gần hơn đường cũ khá nhiều. Thời tiết buổi sáng ở nơi đây bao quanh toàn đồi núi như thế này thật đẹp. Hít thở không khí, cả hai lại bắt gặp ngôi nhà nằm đơn độc mà tối hôm qua họ đã trông thấy. Ánh nắng bình bình nhẹ nhàng soi lên những cây cối xanh tươi rồi soi lên cả tòa nhà có nước sờn nhẹ chồng thật thờ mộng phượng bấu lấy tay chồng anh không biết ai lại xây cái căn nhà ở đây một mình như thế này nhở Thẳng bị véo bất ngờ thì hét lên một tiếng sau đó anh dường như không quan tâm mà trả lời một cách cho có ôi nhìn cũng đẹp nhưng anh thấy có mỗi mình sống ở đó thì chán lắm ít nhất cũng phải có hàng xóm chứ Phượng biểu môi hmm. Thế anh sống ở kia ba năm Biết mặt ông hàng xóm nào chưa Thắng cứng họng Không nói được một đời nào Quả thật ngoài vùng quê yên mình ra Thì những nơi phát triển như hiện giờ Dường như họ chạy theo sự phát triển Cùng một con phố Cùng cạnh nhau Nhưng cả năm có khi chưa thấy được mặt nhau Bỏ lại câu chuyện Con đường tới công ty cũng không còn xa Tại công ty Thắng thì làm bên phòng marketing Còn Phượng thì làm bên kế toán Công việc của Phượng thì có phần nhàn rỗi Chứ Thắng thì không hề rảnh rỗi một chút nào cả Từ sáng tới tối Anh gần như chỉ biết cắm đầu Với những tài liệu trên màn hình máy tính Thời gian làm việc trôi qua Một công việc lặp đi lặp lại nhiều lần Cũng phải kết thúc Đồng hồ điểm đúng 4 giờ 30 phút Tiếng chuồng réo bào lên Những nét mặt dầu dĩ khó ở Cũng biến mất Ai vào lúc này cũng là một nụ cười tươi thân quen dễ thiện cảm Thắng và Phượng giờ cũng như mọi người Cả hai rời khỏi vị trí Rồi cùng nhau theo lối hành lang thang máy Về căn nhà nhỏ của mình Mọi thứ trong ngày hôm nay tưởng diễn ra như vậy Như một cái bảng lập trình Cứ lập đi lập lại Nhưng không, có điều tuyệt vời Nhưng cũng chứa nhiều sự liều lĩnh Dần dần hiện ra trước mắt họ Vẫn là cái thói quen cũ Đi vào lối cũ vào buổi tối Trong lúc đang online trên chiếc điện thoại Thì trước khi ngủ Bỗng nhiên choàng phát dậy Anh cầm điện thoại Tay còn lại chỉ vào điện thoại Nhìn Phượng mà nói Nè em Căn nhà mà tụi mình vẫn đi qua Đang giao bán này Phượng hơi ngạc nhiên Cũng từ từ hạ điện thoại của mình xuống nhìn qua Họ bán thì kệ họ Đi qua đó là em nghi nghi rồi Thắng lắc đầu Em lại qua đây xem rõ đi Giá họ đưa ra Thực sự rẻ so với thời điểm bây giờ đấy." Vượng bắt đầu cảm thấy hứng thú, ghé sát lại, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. "Cái gì? 700 triệu, cả cái nhà?" Vẻ mặt ngạc nhiên thoáng vui mừng, cô kéo hút tay chồng. "Hay hay là..." Thắng gật đầu. "Ờ, anh cũng có ý đó." Sau câu nói của Thắng, vẻ mặt của Vượng lại thay đổi, giọng nói trùng xuống ai Nhưng lại Nhà mình làm gì có đủ tiền Thắng không đáp Anh vẫn nhìn chăm chăm vào những bức ảnh của ngôi nhà đang giao bán Ước chừng một phút trôi qua Thắng nhẹ nhàng bỏ điện thoại xuống Anh ngồi sát lại gần vượng Cánh tay Luôn qua một cách uyển chuyển Ôm nhẹ lấy cô Em từng nói muốn sống trong ngôi nhà này Đúng không Ghé sát thêm một chút nữa Thắng tiếp tục thỏ tẻ nhỏ nhẹ anh sẽ giúp mơ ước của cả hai thành hiện thực Anh với em còn cả một chặng đường phía trước Còn cả chuyện con cái nữa Không thể để lũ nhỏ sống ở trong cái ngôi nhà này được Nói xong anh nhẹ nhàng hôn lên má của cô Phượng giờ cũng hưởng ứng Cô khẽ quay mặt rằng Hai bờ môi chậm nhẹ vào nhau Sau đó từ từ đặt tay lên hai gò má của Thắng Ánh mắt chất chứa nhiều thứ tình cảm thật là khó tả hai ta sẽ cùng cố gắng anh nhé câu nói chứa được những điều sắp tới và gần như cũng là câu nói quyết định tương lai của hai họ sẽ cố gắng hơn nữa còn phải cố gắng gấp nhiều lần tạch một tiếng vang lên tiếng công tác vang lên căn phòng trở lên yên tĩnh ánh đèn ngủ mập mờ màu sắc tạo nên không gian lãng mạn chất chứa nhiều tình yêu sáng ngày hôm sau thay vì thức dậy và đi làm như mọi ngày thì Thắng chủ động dậy sớm hơn và xin nghỉ với sếp của mình Do xin cho cả hai vợ chồng Nên thuật đầu Thắng cũng có chút khó khăn Nhưng sau đó cuối cùng Cũng được chấp thuận ừ, Chết rồi Muộn mất rồi Đang ngồi dưới ghế sofa Thấy Phượng chạy thóc chạy tháo Thắng bật cười Trông <laughs> kìa trông kìa Phượng thò mặt ra ngoài phòng tắm Miệng vẫn chứa bọt kem đánh răng Cô gắt Anh còn ngồi đó cười cái gì Dậy mà không gọi em Thắng không trả lời Chỉ lặng lẽ mỉm cười Rồi đi ra ngoài cửa Ra bên ngoài anh lại châm lấy một điếu thuốc Sau đó giít một hơi Rút điện thoại trong túi bấm gọi cho ai đó Alo Anh là anh Quốc có phải không à, Anh đang do bắn căn nhà trên đường X phải không Thắng lịch sự mở lời Ngay khi bình kiện bắt máy Vâng, anh là ai? Giọng nói của người bên kia vang lên thật chậm rãi. À, tôi là Thắng Người tối qua nhắn tin hỏi về căn nhà anh đang giao bán đấy Người bên kia như đã nhận ra Giọng nói hứng cởi Ờ, ờ, anh Thắng đó hả Qua nói chuyện cũng quên xin số anh Mà anh gọi để xem nhà có phải không ngả lưng sang cánh cửa một chút Thắng gật đầu cười đáp lại Vâng, nếu anh rảnh thì một tiếng nữa chúng ta gặp nhau có được không? À, vâng Vậy một giờ nữa anh tới thì gọi tôi Tôi sẽ dẫn anh thăm quan căn nhà Gương mặt vui vẻ hớn hở Thắng tắt điện thoại dập tiếu thuốc trở vào trong nhà Vừa quay vào thấy Phượng đã đứng phía sau Cô lửa mắt Giọng nói hít thành tiếp Anh hẹn người ta đó sao Thắng nhẹ nhàng bước tới Hai tay đặt lên vai rỗ rành anh không muốn em phải chờ đợi lâu chút nữa anh với em cũng tới đó việc ở công ty anh cũng xin nghỉ cho cả hai ngày hôm nay rồi vẻ mặt vẫn lăm lăm bỗng dừng cô nhảy cẫng lên ôm lấy chồng thật hả? anh anh làm em bất ngờ đấy thắng là mồ nụ cười bầu không khí dường như rất hạnh phúc anh nói thay đồ đi rồi anh với em đi luôn Phượng ok, cô yểu điệu như một đứa trẻ Quay vào trong phòng Thắng chỉ biết bắt đầu vì tính trẻ con của vợ Chuẩn bị xong, hai người nhanh chóng đi tới địa điểm đã hẹn Tới nơi cả hai phải chờ thêm 15 phút Thì người bán mới tới Nhìn quốc bên ngoài Thắng ngạc nhiên Không nhận ra So với người trong hình Anh ngờ ngác nói Ờ, trong anh ở ngoài khác quá Già dặn vặn vỡ hơn trong ảnh Quốc không nói gì Chỉ tấm tắc cười sau màn xã giao thì Quốc mở cửa chính căn phòng, dẫn cả hai vợ chồng thắng vào xem xét. Vào bên trong, đồ đạc đã được dọn đi hết, nên nhìn ngôi nhà vô cùng rộng rãi. Thăm thú tầng dưới xong, cả hai lên trên, khung cảnh ngoài ban công bây giờ mới chính là thứ đánh gục cả hai. Tuy nhiên thắng cũng có chút nghi ngờ về giá, nên chủ động hỏi Quốc đang đứng bên cạnh. Tôi thấy căn nhà này nếu giá 700 thì không đúng một chút nào cả Quốc mỉm cười. cười, Chẳng giấu gì anh Ngôi nhà này cũng được gia đình chúng tôi xây từ lâu Cũng có qua vài lần sửa lại Thêm đó là vị trí của ngôi nhà này cũng không phải Nằm ở nơi có giá trị vì kinh tế bất động sản Cho nên là cũng không thể lấy giá cao Hơn nữa dịp này cả gia đình tôi sẽ sang nước ngoài sinh sống định cư Nên chúng tôi muốn bán nó cho nhanh ấy mà một tá lý do của quốc làm hai vợ chồng bị thuyết phục hoàn toàn đứng nơi bàn công nãy giờ khiến hai người họ thích thú chẳng muốn rời đi quốc lúc này vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh ta như đã đoán được trước mọi chuyện rồi không có cần phải thúc giục gì cả một hồi trôi qua hai vợ chồng thắng cũng đồng ý mua ngôi nhà này với giá 700 triệu và cũng hẹn trong một tuần sẽ đến tiến hành giao dịch mọi thứ xong rồi cả hai bên tạm biệt rời đi thắng và vợ vui vẻ Linh đắp vào một quán gần đó để ăn Lúc này Phượng bất ngờ hỏi Tính ra em với anh Cũng chỉ có dư 300 triệu Vậy giờ lấy đâu ra 400 triệu Thắng mỉm cười nói với Phượng không cần suy nghĩ Đợi tới lúc đó anh sẽ lo được số tiền còn lại Phượng thấy chồng chắc chắn như vậy Có lẽ hỏi nữa cũng chẳng ra Nên cũng tạm thời gác lại Cả hai bây giờ Dường như cảm thấy vui mừng lắm việc hai vợ chồng thắng sắp mua căn nhà cũng nhanh chóng tới tai hai bên ông bà nội ngoại lần này hai bên chỉ góp sức chứ tiền của cũng không dư giả dạ để cho nữa nhưng thắng cũng không hề nghĩ ngợi tới việc đó nên anh cũng không hề để tâm từ giờ đến hôm giao dịch còn vài hôm nữa nên thắng cũng rất tranh thủ phượng thấy chồng bận bịu cũng muốn biết anh đang làm gì nhưng có hỏi thắng cũng chẳng nói vậy là cô cũng lại mặc kệ anh thêm một lần nữa thấm thoát vài ngày, tất bật trôi qua nhanh. Tới giờ hẹn, cả hai bên đều đã có mặt tại điểm hẹn. Bên thì cao khát có được tiền, bên thì muốn quay về, sống bên căn nhà mơ ước. Cho nên, chuyện diễn ra ở phòng giao dịch vô cùng nhanh chóng. Khi hai bên đã kết thúc giao dịch, Quốc cầm tiền trước khi ra về còn cảm ơn Thắng vì cái sự nhanh nhẹ, gọn gàng của anh. Thắng cũng cảm ơn vì ngôi nhà có vị trí thật là đặc biệt khiến hai vợ chồng thích thú từ lâu. Hai bên chào nhau ra về, nhanh chóng chuyển đồ đến nhà mới. Căn nhà cũ của hai người cũng được cho thuê ngay sau đó. Thu dọn một đống đồ về nhà mới, nhưng sau khi sắp xếp thì ngôi nhà vẫn còn khá rộng rãi thoáng đãng. Sau khi đã ổn định xong nhà mới, cả điện về để nói chuyện với hai bên ông bà. Ông bà cũng nhiệt tình lên ngay hôm sau, nhưng có lẽ con gian ở đây không hợp với ông bà. Cả hai bên ngồi chơi được một buổi sáng thì đã chán Họ nói chỗ này vắng vẻ Chẳng có người dân Nên không muốn ở thêm Biết là cũng chẳng thể giữ chân Nên cả hai cũng đành chuẩn bị một chút quà Gửi vợ ông bà về quê Trước lúc về bố mẹ Thắng còn mắng hai vợ chồng rằng Sau này có cháu hãy gọi tao lên Chứ ở cái chỗ khỉ ho cỏ gáy này Có mà nó mới ở Đối với nhiều người là khỉ ho cỏ gáy vắng vẻ Nhưng với hai vợ chồng Thắng thì lại khác Khoảng thời gian trôi qua ở đây gần như thời gian đẹp nhất của hai vợ chồng Đẹp vì cảnh vật xung quanh ngôi nhà Đẹp vì không gian sống trong lành Đẹp hơn nữa Đó là Phượng cũng đã có tin vui được hai tháng Cuộc sống êm đẹp hạnh phúc Điều bất ngờ ai cũng nhìn vào đó ngưỡng mộ hai vợ chồng trẻ Mà ngay cả chính hai vợ chồng cũng luôn tự tin về điều đó Nhưng chẳng có thứ gì là vĩnh cửu Đằng sau cuộc sống đáng ngưỡng mộ ấy Vẫn luôn có một đôi mắt dõi theo bọn họ Một tiếng sấm nổ vàng cả một vùng. Ngay sau đó là một tia sét đánh xuống như muốn xé tan bầu trời đêm. Phượng bỗng ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm chán, hơi thở gấp gáp. Có thể cô vừa gặp một cơn ác mộng hoặc do âm thanh kia đánh thức cô trong giấc mộng chăng và cũng có thể là do cả hai. Khẽ đánh ánh mắt sang bên, Thắng vẫn ngủ say như chẳng biết gì cả. Nhìn trong một hồi Phượng kéo nhẹ tấm chân lên đáp cho anh, sau đó hớt từ từ bước xuống khỏi giường. Cô nhẹ nhàng mở cửa bước ra bên ngoài lối hành lang. Cả căn nhà rộng chỉ có chiếc bóng đèn ngủ được cắm ở hành lang. Thứ ánh sáng khiến cho Phượng bỗng dừng thấy khó chịu. Một tay bám vào bờ tường, cô chậm rãi tiến đi thêm mấy bước. Đi được chưa quá ba bước thì thêm một tiếng sấm kèm theo tia sét sáng loá văng lên. Trong khoảnh khắc thoáng chốc ấy, thứ ánh sáng dọi qua khung cửa sổ khiến cho Phượng cụng lại. Không phải cô sợ âm thanh của thiên nhiên Cô khựng lại bởi vì khoảnh khắc đó, phía cuối hành lang, một thứ gì đó vừa xuất hiện. Còn chưa thể định thần thì bên ngoài bắt đầu có tiếng lách tách của mưa rơi, kèm theo tiếng gió ù ù vang lên. Tiếp đó là ánh sáng chớp tắt, phượng như chất lặng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cảm thấy khó hiểu khi bóng đèn cứ tắt rồi lại bật là sao. Linh cảm thấy có chuyện chẳng đành Phượng ghé lùi lại định quay trở về phòng Phụt một cái Cả căn nhà trở nên tối đen Chẳng còn thứ ánh sáng nào cả Đến lúc này đây Những thứ vừa xảy ra như đã quá mức Chịu đựng của Phượng Cô hét lên rồi quay người Nhưng khi vừa quay lại Cô hét lên một tiếng Sau đó đôi mắt của Phượng mờ đi rồi nhắm lại Đôi chân theo tâm trí cũng nhũn ra Không còn trụ được nữa âm thanh của một kết bộ áp điện vang lên cả căn nhà trở lại với ánh sáng mở ảo em dậy rồi đó à chỉ vừa mới cử động nhẹ phượng đã loáng thoáng nghe thấy giọng của thắng từ từ mở mắt ra cô thấy thắng đang lo lắng nắm chặt bàn tay của mình ngồi bên cạnh vẫn chưa nhớ nổi ra điều gì phượng ngó nghiêng ừ, sao xem lại ở đây Ch chuyện gì đang diễn ra Thắng đôi mắt đỏ ao nhìn vợ Anh... Anh nghe thấy tiếng hét lớn thì tức giận Không thấy em đâu Chạy vội ra bên ngoài Nhượng nhung vừa ra khỏi cửa Nó thấy em bất tỉnh ở đó Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường Thắng quay lại nói tiếp Tính đến giờ em tiếp đi được 10 tiếng rồi Thời gian ấy anh thực sự rất sợ đó vợ Phượng vẫn còn hơi mệt Nhưng thấy chồng như vậy Cô cố nở một nụ cười động viên em em không sao chắc cô dừng lại nụ cười vẫn nở trên môi để chấn an chồng tuy nhiên tâm trí hiện giờ và những hình ảnh của buổi tối ngày hôm qua bắt đầu hiện hữu trở lại em còn đang mang thai lần sau đêm xuống muốn đi đâu gọi anh dậy nếu có chuyện gì xảy ra một lần nữa chắc chắc anh chết mất nắm chặt lấy tay của vợ thắng cằn giận ừ, vâng em biết rồi Phượng mỉm cười gật đầu đáp lại Người nhà bệnh nhân mời ra ngoài cho bác sĩ thăm khám Cả hai còn đang Cả hai còn đang nói chuyện Thì giọng của một y tá vang lên Hai ba người cùng bác sĩ và cả điều dưỡng bước vào Anh ra ngoài đi Một chút rồi vào nhé Thắng từ từ tả tay Đứng dậy cho bác sĩ bước ra bên ngoài Trong phòng chỉ còn ba bệnh nhân nên việc diễn ra không quá lâu. Đối với Phượng, bác sĩ kiểm tra nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Tuy nhiên ông vẫn đề nghị ở lại đây một tuần để kiểm tra tình trạng cho tốt hơn. Điều này có chút băn khoăn vì Phượng vẫn còn công việc. Nhưng sau cô cũng đồng ý khi nhìn xuống cái bụng của mình. Đoàn bác sĩ thăm khám xong trở ra nhưng Thắng thì vẫn chưa thấy quay lại. Hai bệnh nhân bên kia cũng bắt đầu chú ý đến Phượng. Một người chị quay sang lên tiếng. Này, chị nhìn em quan lắm có phải em sống ở trong cái căn nhà cô độc khúc cua cái đoạn đường uh, chỗ rừng cây đấy không phượng ban đầu còn ngờ ngợ về câu nói nhưng sau đó vui vẻ đáp dạ vâng chị là bà chị nằm bên cạnh bỗng chốc ngồi bật dậy ánh mắt sáng quắc lên chị tên là thanh thế hai vợ chồng còn trẻ mà giỏi quá đã mua được xe được nhà rồi <laughs> dạ phượng mềm cười sự thích thú khi được mọi người ngưỡng mộ Tuy nhiên sau vẻ ngoài ấy Vợ chồng cô vẫn còn một khoản nợ đang phải cánh Tuy hiện giờ nó không là gì Với mức thu nhập của cả hai Nhưng nếu để quá lâu thì rất khó nói Không thấy Phượng nói gì Chị Thành tiếp Chị vừa nghe loáng thoáng Em đang mang thai à Như vậy thì dáng mà giữ lấy sức khỏe Chứ tự nhiên mà vào đây như vậy nguy hiểm lắm đấy Dạ vâng ạ Phượng mỉm cười đáp lại Rồi quay mặt sang phía khác hành động của cô như không muốn tiếp chuyện nữa. Bà chị kia ngay sau đó cũng rời khỏi giường bệnh trở ra bên ngoài. Quay sang bên cạnh, còn có một cô bé đang nằm bất động. Từ lúc thức dậy tới giờ, Phượng không hề để ý. Ngay cả bác sĩ vào hỏi từng giường, Phượng cũng không hề biết. Nhìn chăm chăm vào người cô gái bất ngờ, cô ta ngoảnh mặt lại. Ánh mắt của cô ta sắc lẹm nhìn chăm chăm về phía của Phượng. Ánh nhìn khiến cho Phượng hơi e rẻ. Còn chưa phản ứng gì, cô bé đó lại từ từ đưa cánh tay đang chuyển nước lên rồi chỉ về phía của Phượng. Hành động và ánh mắt cộng lại khiến cho Phượng bắt đầu có hiểu. Cô hỏi nhỏ. Em muốn nói gì sao? Cô bé không trả lời mà hạ cánh tay xuống, sau đó lại quay đi hướng khác. Này! Vừa hai lúc đó thì Thắng trở về, trên tay còn cả một túi đồ, nào là hoa quả, bánh sữa, đặt xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh sau đó anh ngồi cạnh phượng hai bàn tay ấm áp lại đan vào nhau thắng nói có mỗi mình trong vòng chắc em buồn lắm hả ừ, anh bảo gì phượng nghe rất rõ câu nói của thắng tuy nhiên cô vẫn hỏi ngược lại anh thắng ngờ ngắt thì anh bảo có mỗi mình em chắc buồn chứ sao không để ý tới thắng phượng quay ngoắt mặt lại nhưng ngay sau đó ánh mắt cô như thể hiện tất cả miệng lắp bắp Ừ, cô, cô Cô Thắng gương mặt có hiểu Nhìn biểu hiện của vợ Anh lo lắng hỏi Em sao vậy Phượng 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 chưa thể chấn tĩnh Ánh mắt nhìn về phía bên kia Bàn tay thì càng nắm chặt vào tay của Thắng Phượng Phượng Em sao vậy Thắng không thể hiểu nổi Mà cặn hỏi Phượng bây giờ đây mới thức tỉnh Cô từ từ quay mặt lại Ánh mắt lập lờ cái vẻ sợ hãi Vậy, vậy, vậy từ đầu căn phòng này có mấy người hả anh thắng quay sang nhìn bà chị giường bên rồi quay lại nhìn phượng anh đáp chỉ có em với cái bà vừa đây thôi mà em gặp gì sau phượng ánh mắt thất thần nhìn lên trên trần nhà cô thở dài chỉ dám tự đặt ra các câu hỏi trong đầu cô không dám nói vì sợ thắng càng thêm lo no lắng điều này sẽ thực sự ảnh hưởng xấu đến cả hai thấy vợ biểu hiện mỗi lúc một khác lạ Thắng nhẹ nhàng nói. Nếu em thấy trong người không tốt, để anh gọi bác sĩ nhé. Phượng níu tay anh, ánh mắt trở lại nhìn Thắng. À, em không sao. Bác, bác sĩ là, bảo bảo em ở đây một, một tuần nh, nhưng nhưng có lẽ là tối hoặc sáng mai mình về đi anh. Thắng lắc đầu. Không được. Em cứ ở đây theo lời bác sĩ. Mọi chuyện cứ để anh lo cho. Quay trở lại nhìn về phía giường bên Rồi quay lại nhìn Thắng Phượng dường như không biết phải làm sao Em cứ nghỉ ngơi đi Anh ra ngoài một chút nhé Thắng trên ngang suy nghĩ Sau đó đặt quả táo đã gọt cắt miếng xuống Rồi từ từ đi ra bên ngoài Còn lại một mình cảm giác lạnh lẽo Chống trải của căn phòng Hoặc cũng có thể giúp Phượng tưởng tượng ra Bắt đầu khiến cô cảm thấy mệt mỏi Những hình ảnh của cô bé bàn nãy Những hình ảnh tối hôm qua Giờ đây xuất hiện trước mắt nhưng nó lại cứ luẩn quẩn trong tâm trí mỗi lúc một sâu đậm khó quên. ái chà chắc chồng vừa vào đó hả? Bà chị cùng phòng quay trở lại, tuy không thân không thích nhưng lúc nào nhìn thấy vợ cũng cảm thấy có điều gì đó ấm áp, dù tan đi mọi thứ hình ảnh cô đang gặp phải. Phượng mỉm cười nhạt rồi đáp lại: Dạ, chị ăn miếng táo đi ạ. Chị Thanh gật đầu, nhòi người với lấy miếng táo sau đó trở về vị trí cũ. Phượng bây giờ đây cũng gượng ngồi dậy, dựa lưng vào bức tường, sau đó quay ra tắm chuyện với bà chị. Chị bị bệnh gì hay sao mà vào đây? Bà chị xua tay. Nào có bệnh gì, người ngợm thấy mệt, nên vào đây tiếp chai nước thôi em. Tiếp nước á? Phượng ngạc nhiên, cô không hiểu vì sao việc như vậy cũng vào viện nằm chi cho mất thời gian Bà chị lại xua tay Ờ...tếp nước Nhưng...cũng uh, cứ nằm đây một tuần cho người ta kiểm tra Vâng Phiệm mỉm cười với lý do của bà chị cùng phòng Cả hai vui vẻ hỏi qua hỏi lại về gia đình công việc của nhau một chút Phượng đổi chủ đề Chị...chị tin trên đời có ma quỷ không? Bà chị hơi ngạc nhiên nhìn phượng thăm dò sau đó mỉm cười đáp <cười> chị uh, tin chứ chuyện ma quỷ người tin thì họ nói có ma có quỷ người không tin họ lại chẳng kinh nể gì cả nhưng mà riêng chị thì chị tin là có thật đấy mà sao em lại hỏi vậy phượng lắc đầu để không bị bà chị nhìn thấu ờ, em vừa xem bức hình trên mạng ừ, tiện tiện hỏi chơi ý mà bà chị ánh mắt vẫn nhìn trầm chằm về phía phượng một lúc thì công chớp mắt Bà lên tiếng Chị nhìn mày Không phải nói điều Chứ nhìn như có người âm theo ấy Phượng hồi đời già ngay sau đó phủ nhận Chị này Chị nhìn em như vậy mà bảo có người âm theo Bà chị vẫn nghiêm trọng Không, chị nói thật đấy Không giống gì mày Chị cũng là bị người âm nhập Nên mới phải vào đây đấy Phượng giờ há hốc mồm kinh ngạc Thật á Bà chị gật đầu Cũng cùng phòng với nhau Nên chị kể cho bớt cô quạnh nha Thực ra nhỉ chị con người chết trẻ Nhưng lại Có chết ở nhà đâu Mà chết ở tận đầu tận đâu ấy Mà ngày xưa chết vậy Thì cũng thôi Chứ bố mẹ chị cũng chả đi tìm Nhưng mà giờ về già thế nào Ông bà lại nghĩ thấy thương con thương cháu Nên gọi lại họp mặt Sau đó tìm cô Tìm đủ những ông thầy để giúp được nhưng đều thất bại Mất là thời gian Lại không có kết quả Cũng định thôi nhưng mà nửa tháng trước Chị lại nằm mơ thấy một giấc mơ lạ lắm Đem kể lại cho mọi người Thì ai nghe cũng bảo chị Với ông kia là hợp Nên muốn mượn sát cho ông nhập vào Để xem chết ở đâu còn đưa về đấy Đang nói Thì bà chị dừng lại Câu chuyện lôi cuốn bỗng chốc khửng lại Làm cho Phượng bất giác mất đi cảm xúc Mà tốt lên Ờ, sao chị dừng lại, kể tiếp đi Bà chị rút tay nhòi người lấy thêm một miếng táo bỏ tọt vào miệng Sau đó mới nói tiếp Từ từ, đấy Lúc đầu chị cũng không có gì nghĩ gì đâu Mà cảm thấy sợ cũng không muốn Nhưng mà sau mọi người trong nhà khuyên Rồi cũng nghĩ tội ông anh Thôi thì cũng chẹp miệng đồng ý Thế là ngày hôm sau đó Cả nhà đi mời một ông thầy Nghe nói cao tay lắm Mọi chuyện tưởng như khó tin ấy thế mà cũng làm được em ạ Phượng gật đầu rong rắp Miệng lắp bắp Vậy 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 anh của chị tìm thấy chưa Là chị cười tươi giói <cười> Có địa chỉ rồi Nhưng mà do hôm ấy làm lễ xong Chị mệt quá nên mới vào vào đây Đợi chị ra viện Mọi người cùng nhau rước ông ánh về nhà Về đất tổ đấy Phượng giờ mới nở ra được một nụ cười vui vẻ Vâng, chúc mừng gia đình chị Bà chị gật đầu Vẫn giữ nụ cười tươi Thế mày có đúng là bị ma theo không? Có ạ Có chị cô em mình thôi Có gì có nói kệ ra hết đi Chị giúp tới đâu được chị giúp Nếu không phải thì thôi chị xin lỗi Phượng có chút khó nói Đầu óc bắt đầu có sự vần vần Không có theo sự thống nhất Biết mình đã nhìn trúng tâm tư của Phượng tính hiếu kỳ lại nổi lên và chị thúc giục. Có chuyện gì? Nào cứ nói ra đi em, trời cũng sắp tối rồi, kể xong đến tối là vừa. Phượng bây giờ mới định thần từ từ hướng mắt nhìn về phía bà chị, cô chậm rãi nói. Em cũng không biết, nhưng mà tối hôm qua thật sự em nhìn thấy bóng dáng của một ai đó xuất hiện trong nhà. Hình, hình như là con gái nữa bà chị tập trung từng chữ từng câu mà phượng kể tới đó thì lên tiếng chèn ngang em miêu tả kỹ hơn đi gương mặt xuất hiện lấm tấm những giọt mồ hôi phượng lắp bắp em em thấy tóc dài rồi còn mặc một chiếc váy màu trắng cái váy của cô ta nh nhào rách còn, còn dính đầy những vệt đỏ tươi nh như là máu ấy chị ạ nó nó thợ vậy thì... cơ thể của phượng bắt đầu run lên gương mặt đắt trắng bệch, còn xuất hiện dày đặc những giọt mồ hôi. giọng nói bắt đầu lắp bắp lo lắng. bà chị thấy vậy, lên tiếng ngay. thôi thôi, chị nghe vậy hiểu rồi. giờ nghỉ ngơi đi em. phượng ánh mắt vẫn còn sợ hãi, nhìn bà chị một cái gật đầu cảm ơn. vâng. bà chị bây giờ thấy phượng không có tốt, nên nở ra một nụ cười vui vẻ nói. chuyện này á không phải lo đâu em. Khỏe lại Chị dẫn mày đi tìm ông thầy kia Cứ yên tâm đi Nằm ở đây mà nghỉ ngơi Cũng không biết chuyện này là sao Nên cũng không nói gì nữa Quan sát chị Thanh đó một hồi Phượng có cảm giác rất kỳ lạ Lạ là bởi vì cảm xúc của chị Thanh Nói chuyện vô cùng thất thường Ở căn nhà của hai vợ chồng Thắng do chuyện ở công ty gấp cáp Nên rời khỏi bệnh viện từ chiều Sau khi tan làm anh định mua đồ Mang vào viện cho vợ Nhưng nghĩ thế nào Nhìn trời vẫn còn sáng, anh lại quay xe về nhà tự tay chuẩn bị bữa cơm tối rồi mang vào cho vợ. Tuy nhiên, trong lúc đang vui vẻ nấu bữa cơm ấm áp, thì đột nhiên một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Cái điều khó tin ấy vẫn còn đang loanh quanh trong đầu tắng, trong khi lái xe vào viện như bây giờ. Kỳ lạ. Nhà có mỗi mình mình. Sao lại có âm thanh như lục đồ của người khác vậy nhỉ? Nhìn sang cái túi đồ vừa mua thắng cầu mặt lẩm bẩm cũng tại những thứ vớ vẩn ấy mà mình chẳng làm được gì cho vợ lại phải đi mua mẹ nó trước bực thật vào tới viện thì trời cũng đã tối đèn ánh đèn viện bây giờ cũng đã được tắt sáng người qua kể lại cũng bắt đầu khiến cho thắng có cảm giác phần dễ chịu hơn người xe vào rách túi đồ ăn bước nhanh khỏi quân viên thắng nhanh chóng đi tới khu nhà của vượng đang hồi sức rồi sau đó lập phòng của cô. Thấy cửa phòng đóng kín, Thắng không dám tự ý, nên chỉ ngồi ở ngoài băng ghế. Chừng 5 phút trôi qua anh rốt ruột không đợi được nữa, liền lấy điện thoại ra gọi. Âm thanh trong phòng vang lên, Thắng không nói gì, khẽ nhìn qua khe cửa rồi lầm bẩm. À, đi đâu mà vứt điện thoại trong phòng thế kia? Gương mặt của anh lặng xuống rồi trở lại băng ghế, nhìn đống đồ ăn nó nguội lạnh, Thắng chỉ biết thở dài, còn đang chán nản thì tiếng bước chân vang lên, ngoảnh rất nhìn thì Phượng và chị Thanh cùng phòng, cả hai trò chuyện nhìn như thân thiết lâu năm vậy. Điều này khiến cho Thắng vô cùng ngạc nhiên. Phượng bây giờ thấy Thắng xuất hiện thì không hề trách móc như cái vẻ trẻ con thường ngày, cô lại quay sang nói với chị Thanh. "Anh ấy tên Thắng chị ạ." À? Bà chị nhìn Thắng rồi mỉm cười xã giao. "Chào em nha, đẹp trai nhỉ?" Nhìn hai vợ chồng đúng là xứng đôi vừa lứa đấy Thắng cũng lịch sự đáp tại Dạ em chào chị Chị có nói quá chứ bọn em Đưa tay xách túi đồ ăn Rồi nhìn sang bên cạnh vợ Anh nói Mọi người vào trong phòng ăn uống rồi nói chuyện Đồ anh mua đây này nhiều lắm Ké sát tài vợ Thắng nói nhỏ Anh mua toàn thứ em thích đấy Phượng cấu tay rồi nói anh này ba người đi vào trong phòng chút đồ ăn mà Thắng chuẩn bị nhưng sau đó lại bị bỏ đấy lý do là cả hai vừa mới ăn xong mặc dù cũng có chút trách bản thân để cho vợ đợi lâu nhưng thấy cô bây giờ sắc mặt tốt hơn thì cũng ăn ủi được phần nào ngồi một lúc thì bụng Thắng cũng thấy đói và nữa nhìn mình từ khi vào đây tới giờ bị coi như người thừa lý do vì hai người kia có quá nhiều chuyện để nói với nhau đôi lúc Phượng quay lại nhìn Thắng nói có chị Thanh ở đây, em thấy tâm trạng tốt hơn nhiều lắm anh. Thắng gật đầu rồi quay qua nhìn chị Thanh. Vừa em nhìn hai người nói chuyện cứ tưởng như quen biết từ lâu cơ. Chị Thanh cười đáp, <cười> đám chị em chúng tôi nói tí là quen đấy mà. Chị Thanh tiếp, chú giờ cứ an tâm công việc, thời gian chị ở đây cũng còn vài hôm nữa cơ. Cái Phượng có chị bầu bạn với uh, chị với cái Phượng. À, chung với nhau, chú cứ yên tâm Thắng gật đầu cảm ơn Mày ạ, mà phòng sắp xếp hai chị em hợp nhau nằm cùng Vậy trong thời gian tới có gì mong chị để Phượng giúp em Chứ cảnh hôm nọ xảy ra làm em suýt đúng tình chết chị ạ à? Chị Thanh không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu Còn về phần Phượng Chiều nay vẫn còn có sự ngờ ngợ Người tên Thanh này Nhưng qua một vài lần tiếp xúc sau đó lại thấy người phụ nữ này không giống như một người xấu một chút nào cả hơn nữa lại còn là người khá hiểu chuyện tâm linh nên cô cũng muốn nói chuyện nhiều hơn đi tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề khác về phần thắng anh thực ra cũng muốn ở lại bệnh viện với vợ nhưng do còn công việc hơn nữa thời gian này lại còn nhiều việc khác khiến anh chẳng còn thời gian rảnh rỗi kể là khi ở nhà cũng vậy sau khi trở về từ bệnh viện thắng lấy ngay một hộp cơm ngồi vào trong bàn dùng luôn đang ăn một cách ngon lành thì anh lại nghe thấy tiếng lạch cạch ở trên gác điều này khiến anh rất khó chịu đặt hộp cơm xuống anh cầm một cây tiếp nhỏ ở trong góc nhà rồi từ từ bước lên vừa đi anh vừa lẩm bẩm mẹ nói chứ sao lại con mèo con chuột ở đâu phá thế nhở nhưng khi đặt chân tới tầng hai thì âm thanh đó đã biến mất hoàn toàn mặc cho anh có lùa khắp từ gian phòng này sang gian phòng khác Chẳng có thể một tiếng động nào Lại ông cái bộ mặt khó chịu đi xuống Đi luôn lại chỗ hộp cơm đang ăn dở Toan định động đũa Thì hộp cơm trên tay đã rời xuống đất Thắng như có gì đó không ổn Anh ta dụ rụng mắt mấy lần Sau đó cúi xuống Nhìn cái hộp cơm đã đổ hết Miệng lầm bẩm bình, bình, bình thường Sao, sao vừa nãy mình, mình trông thấy nó ngập trong máu Hơi đưa ra một chút nhưng sau đó anh cũng thu dọn đống bừa bộn xong xuôi thắng vào luôn trong phòng tắm có thể chuyện của vợ và công chuyện quá nhiều khiến anh căng thẳng đầu óc nên hoàng tưởng cũng nên tắm rửa xong thắng bây giờ tới cơ thể của mình khỏa khoắn hẳn ra nhìn đồng hồ thì cũng hơn 9 giờ tối thắng đi một vòng tắt hết điện rồi sau đó cũng trở về phòng của mình anh bật điện thoại nằm xem chừng 15 phút sau đó cũng thiêu thiêu ngủ từng chừng sẽ có được một giấc ngủ ngon sau một ngày mệt nhọc nhưng không kim đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Cửa phòng ngủ đang đóng kín, bỗng dừng như có ai đó tác động. Tay nắm chốt từ từ được xoay chuyển, cánh cửa phòng hé ra một chút, nhưng đằng sau không hề xuất hiện thêm một ai. Tiếp đó là ánh đèn trong phòng cũng tự động chớp tắt. Thắng đang ngủ say sưa, chẳng hiểu vì sao bỗng dưng tay nắm chặt lên cổ của mình, rồi dãy ruộng Đôi mắt của anh giờ chỉ mốc máy, hàng lông mi dường như cũng không thể mở ra được. Tiếng kêu khàn trong cổ họng, cơ thể quân quại mỗi lúc một mạnh hơn. Thắng bừng tỉnh ngồi bật dậy, anh mở ngay cái công tắc căn phòng ở phía đầu giường. Ánh mắt mờ màng, ngơ ngác rồi nhìn vào đôi bàn tay đang du lên của mình. Anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cổ họng vẫn còn đang đau rát. Ngồi mất một lúc, Thắng mới định thần được lại. Anh từ từ bước xuống khỏi giường rồi đi ra khỏi căn phòng, anh định đi ra phòng tắm để kiểm tra Nhưng bóng đèn bên ngoài Có gì đó ủ ám thất kinh Làm cho thắng dừng lại Cảm giác bất an Hơi thở gấp gáp Gương mặt thì nhăn lại Giống như vừa thấy Hay đang cảm nhận thấy một điều gì đó vậy Thắng thấy sau gáy của mình lạnh tành Như có ai hắt nước đá vào Chẳng vậy Anh còn nghe có tiếng vì vì của hơi thở của ai đó Tiến lên không được Quay lại cũng không xong Cứ nghĩ như thế này cũng không ổn Thắng hít lấy một hơi thật sâu Anh nhắm mắt quay lại Định lao luôn vào trong phòng Nếu quay đó sau lưng Thì cũng sẽ bị đẩy ngã Quay người lại Thắng lao luôn vào Một đực mạnh như cánh cửa Bất ngờ đóng sầm lại từ bao giờ Cú và mạnh khiến anh chóng vắng Nằm thiếp luôn dưới nền gạch Đúng lời mà vợ anh đang ngã 6 giờ sáng ngày hôm sau tiếng chuông báo thức reo lên làm cho thắng tỉnh giấc anh cua tay chống ngồi dậy căn nhà lúc này được ánh sáng bên ngoài chiếu vào cũng khiến cho thắng cảm thấy tốt hơn rất nhiều anh mở cửa phòng tắt đồng hồ sau đó đi vào phòng tắm đứng trước miếng gương đã ám màu thắng soi xét nhìn thấy mặt của mình không sao duy chỉ có cổ của mình vẫn hẳn lên đầy những vệt đỏ anh cố nghĩ đủ mọi cách nhưng nó chỉ giảm đi một chút chứ không hề biến mất Điều này khiến cho Thắng cảm thấy hơi bất tiện nếu như có ai đó hỏi. Và quan trọng nhất là vợ anh biết thì sắp phải trả lời như thế nào đây. Suy xét một hồi, Thắng lại tìm đâu được một chiếc áo cổ cao, mặc lại che đi. Tuy hơi khó chịu, nhưng cuối cùng anh cũng đã quen với nó. Chuẩn bị mọi thứ để xong xuôi, anh còn nhắn tin xin lỗi vợ mình vì dậy quá giấc nên không thể chuẩn bị đón rắn. Điều này Phượng cũng rõ hơn ai hết nên cũng không hề trách móc gì anh. Được vợ thông cảm Anh khóa cửa Sau đó lên xe Rồi đi Trong căn phòng trống vắng Từ trong một góc tối bỗng dừng có tiếng cười vang lên Tiếng cười ấy không giống với bình thường Trong tiếng cười đó Còn có cả chút tạp âm Nghe giống như Là một thứ gì đấy không tồn tại trên cõi đời Thứ tạp âm của một nơi hư vô nào đó khó giải thích Đến công ty vừa hay đúng giờ Tuy nhiên tâm trạng của tháng hôm nay ngay từ đầu đã không tốt cho nên hiệu suất làm việc cũng giảm đi rất nhiều. Nhận thấy tháng hôm nay có sự bất thường, nhiều đồng nghiệp còn trêu anh, chắc còn mỗi mình nên tự kể. Thắng cũng chẳng bảo gì, chỉ cười hùa theo với họ. Ở bệnh viện, một ngày mới đến, trông sắc mặt của Phượng bây giờ khá tốt, ra mặt hồng hào trở lại, nét tươi tỉnh cũng đã được bộc lộ. Chị Thành thấy Phượng sắc mặt tươi tỉnh thì cười cười rồi chọc. Sao? Có một hôm mà không nhận ra Phượng luôn ấy nhỉ? Phượng cười đáp <cười> Vâng, hôm nay em thấy người khỏe hơn nhiều chị ạ Chị Thanh gật đầu Ờ, cứ nghỉ đi, đến cuối tuần rồi xuất viện em ạ, cho nó chắc Vâng Phượng mỉm cười gật đầu rồi cũng đi làm những việc cá nhân của mình Xong rồi mọi thứ cho buổi sáng Phượng giờ lại chẳng biết làm gì Nên chỉ đành ngồi đây xong lại nằm xuống. Cũng vì thời gian rảnh rỗi nên chị Thanh với Phượng cũng càng trò chuyện với nhau nhiều hơn. Một hai ngày lại tiếp tục trôi qua, nhưng Phượng cảm thấy có chút gì đó không ổn. Cô chẳng thấy thắng vào viện thăm mình mỗi buổi tối. Cô tức giận gặn hỏi anh, thì anh chỉ nói mình đang có công chuyện. Và chỉ mới tới ngày hôm sau nữa thì cô mới biết chồng mình đang gặp chuyện gì. Ngày xuất viện, một tuần trôi qua sao lại dài đến như vậy cơ chứ? Và một tuần cũng đã làm xáo trộn tất cả mọi thứ. Chiếc xe của thắng tới viện từ rất sớm. Anh dựng xe ở dưới rồi sau đó lên phòng bệnh cùng với phượng thu dọn và thanh toán nốt thủ tục xuất viện. mất gần hai tiếng đồng hồ, mọi thứ cuối cùng cũng đã hoàn thành. cả hai nhanh chóng bước dạo xuống dưới phía bên ngoài, cất gọn đồ đạc vào trong cốp xe. phượng lên xe thắt dây an toàn, vẻ mặt vẫn hơi tức giận vì những ngày thắng bỏ rơi trước đó nên chẳng thèm nói gì. Thắng thì giờ đây bắt đầu lộ rõ phần mệt mỏi. Điều này ngay lập tức Phượng đã nhận thấy. Cô nhìn chăm chú vào anh, sau đó lên tiếng. "Em có chuyện này muốn nói với anh." Thắng gương mặt trở nên mệt mỏi, bám vào vô lăng. Nụ cười của anh có phần nhợt nhạt. À, em nói đi." Phượng quay sang nhìn Thắng, ánh mắt nghiêm túc. "Đây là lần đầu tiên Thắng thấy vợ mình như vậy, linh cảm mách bảo anh có chuyện chẳng lành." Vậy nghe điều gì đó rất tồi tệ chăng ngôi nhà của em với anh thực sự nó không ngủ một chút nào thắng im lặng ánh mắt mệt mỏi trở nên vô định chiếc xe đang đi bỗng dừng lại quay sang nhìn vợ anh nói việc em bị ngã này phượng nhìn chồng ghẽ gật đầu như xác nhận ý nghĩ trong đầu của anh em đã muốn giấu anh để khi ra viện chết tự mình tìm người giúp đỡ Nhưng nhưng giờ anh Thắng quay sang nhìn vợ Trùng mi mắt xuống Cật đầu vẻ bất lực ngôi Ngồi nhà đó Có gì đó mà anh cũng không biết Chỉ, chỉ ít ngày Như anh cảm thấy mình May mắn chưa bị thứ gì đó trong căn nhà giết chết đấy Gương mặt của vợ Cũng đầy sự lo lắng Cô nhẹ nhàng anh, anh biết ngôi nhà có bất thường sao Nh nhưng sao anh vẫn hỏi lại đó à, trước đó anh vẫn nghĩ mình bị chết nên chỉ nghi ngờ một chút thôi dừng lại câu nói của mình ấn sắc trên gương mặt của anh dường như đã thay đổi sau đó anh vén tay áo lên vết băng quấn từ đó cũng lộ ra một vệt sạch kéo dài xuống chạm tới vết thương thắng nhàn mặt cái vết thương này cũng khiến cho anh dần dần nhớ lại những cái chuyện mà ngày nhỏ Mình đã từng nghe kể Nhưng không nghĩ nó sẽ đáng sợ như vậy Tay của Phượng giờ đây đã nắm chặt lấy bàn tay của Thắng Cô đau lòng khi thấy vết thương của anh Nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ Anh Em với anh sẽ cố vượt qua chuyện này Thắng cục hẳn xuống vô lăng Thấy chồng mình trở nên như vậy Cô cũng dừng dừng nước mắt mà tròn tay ôm lấy chồng của mình Chồng quảng lặng ấy Cảm giác bình yên lại thoáng chốc xuất hiện Trong không gian của hai người Nhưng chỉ một chút trôi qua Cả hai người biết muốn kéo sự bình yên ấy trở lại Thì sắp phải đối mặt Phượng từ từ buông tay ra Rồi nói với giọng chắc nịch Chị Thành là người đã nói với em Và giảng dạy cho em rất nhiều điều Chị ấy cũng cho em một số Nói cần thì hãy liên hệ Vậy em nghĩ Mình mình nên giải quyết luôn việc này không anh? Thắng nhìn vợ, một hình dáng trẻ con ngây thơ đã biến mất thay vào đó là sự mạnh mẽ và có gì đó vô cùng khó tả. Thắng ngây ra nhìn vợ một lúc, Phượng như hiểu suy nghĩ của anh, cô mỉm cười. Em sẽ không như trẻ con nữa đâu. Em không muốn ai làm hại gia đình mình. Thắng mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng anh cũng lấy lại đủ dũng khí của mình và nói. Anh cũng sẽ không để cho bất cứ ai động vào em và con đâu. Nói xong, thằng nắm chắc vô lăng, rồi đi theo địa chỉ mà phượng sinh của chị Thanh ngay lúc đó. Mất 30 phút chạy rè, cả hai dừng lại tại một ngôi nhà hai tầng ước chừng chỉ rộng hơn căn nhà cũ của họ một chút. Điều này thoáng hiện lên một chút kỷ niệm cho cả hai. Chưa mở cửa thì đã có đứa trẻ con chạy ra, gõ bô bốp vào kính xe. Giật mình thắng hạ kính xe xuống nhưng chưa kịp nói gì Thì thằng nhỏ đã lên tiếng Chú là ai Mà chắn cửa nhà cháu Thằng nhóc trông khá dễ thương Thắng mỉm cười Nói qua cánh cửa xe Ờ Cháu là con của mẹ Thanh phải không Thằng bé không nói năng gì Quay người chạy luôn vào trong nhà Rồi cất tiếng gọi inh ỏi Mẹ Mẹ ơi Có ai đi ô tô gặp mẹ kia ngồi trong xe cả hai đã tới đúng địa điểm vì thằng nhỏ đã gọi đúng tên rồi lúc này thắng còn chọc cái bà thành có thằng con cưng em nhỉ phượng gật đầu mỉm cười đáp lại chưa cưng bằng thằng cu này đâu vừa nói cô vừa chỉ tay lên bụng của mình cả hai sau đó nhìn nhau cười vui vẻ bước ra khỏi xe chị thanh trong nhỏ lúc này cũng chạy ra hai đứa vào trong nhà nghỉ ngơi đã Cả hai vui vẻ dạ một tiếng rồi bước vào bên trong. Ngồi trong nhà không khí ở đây khiến cho Thắng và Phượng lấy lệ được cảm giác như một ngôi nhà bình yên. Ba người cũng chỉ hỏi han những chuyện vụn vặt. Có thể họ không muốn tạo ra quá nhiều vấn đề hay áp lực cho chuyện này. 30 phút trôi qua, câu chuyện bắt đầu vào vấn đề chính. Phượng là người mở lời đầu tiên. Cô không vòng vo vò mà kể luôn tình trạng của Thắng đang gặp khi ở trong ngôi nhà đó một mình. Điều này khiến cho chị Thanh càng chắc chắn hơn ngôi nhà đó đang bị mà ám Chị Thành nói Giờ vẫn còn sớm Tình hình của hai đứa ở đây Cũng chỉ cần biết sơ qua vậy thôi Còn giờ chị dẫn hai đứa đến nhà ông thầy Hy vọng ông ấy vẫn còn ở đấy nhé Hai vợ chồng thắng nhìn nhau Sau đó hất đồng thành Vâng ạ, à, thế đi thôi chị Toan quay người ra ngoài xe Chị Thành ngăn lại Ờ, cái đường đấy không vào bằng ô tô được đâu Để chị lấy cái xe máy Mượn của ông anh thân chiếc nữa rồi cùng đi Hai người hơi ngờ ngợ Nhưng ở thời điểm này Họ cũng không còn cách nào khác để từ chối Vâng Thế để em ra ngoài đánh xe gọn vào nhé Thắng nói rồi đi ra ngoài xe Chị Thanh kêu Phượng cứ ngồi nghỉ ngơi Còn mình tiến lại chỗ chiếc xe máy dựng góc nhà Từ từ dắt xuống bên ngoài Dắt chiếc xe xuống dòng Chị vào trong nhà gọi thằng con trai Rồi ghé sát vào tai nói Tí sang nhà bác thạnh chơi với anh tí nghe chưa à, mẹ dẫn hai cô chú đi một lát rồi về thằng bé nhây răng cười khanh khách nhìn cảnh này phượng càng có thêm động lực để tìm lại sự bình yên cho ngôi nhà của mình quay lại nhìn phượng chị thành cười hai đứa cứ ở đây ngồi chợ một tí nhé. chị dẫn cháu ra bên kia rồi mượn kết xe dạ để chồng em đi cùng chị rồi đưa xe về cho tiện Nghe cũng hợp lý Vậy là quyết định để cho Thắng đi cùng chị Thành rằng lấy xe Còn Phượng sẽ ở lại Tiếng xe máy giòn giã vàng lên Cả ba dần khuất bóng Còn lại một mình Phượng ở trong gian nhà Phượng quan sát không gian ngôi nhà này rõ hơn Mọi thứ trong ngôi nhà Bây giờ mới để ý kỹ Dường như nó có một chút gì đó Rất kỳ lạ Nhưng được sắp xếp vô cùng trật tự Cách bài trí đồ vật cũng vậy Tặc lưỡi Phượng cho rằng có thể chị Thanh tính ngưỡng Nên học được đâu đó cách bài trí như vậy trên chiếc xe máy Thắng vừa cầm lái vừa hỏi chị Thanh Nhà ông ấy gần đây ông chị Chị Thanh ngồi sau xe như không rõ câu hỏi Nên chỉ có tiếng ú ớ vọng lại Biết vậy nên Thắng cũng chẳng hỏi thêm nữa Mà tiếp tục theo hướng tay của chị Thanh chỉ Cả ba đi tới một căn nhà máy bằng thì dừng lại Chị Thanh cùng con trai xuống xe Rồi dặn Thắng trở bên ngoài Thắng gật đầu quay đầu chiếc xe lại Chừng 5 phút sau chị Thanh cùng chiếc xe máy phóng ra Chị không dừng lại mà nó hết đi luôn. Thắng còn nói gì, nổ máy theo phía sau. Về tới nhà chị Thanh, chị Thanh với Thắng dừng lại, chị Thanh xuống xe gọi vọng bên trong. Phượng lập tức chạy ra, chị Thanh chỉ lên xe rồi nói tiếp. Đi thôi, đi chị khóa cửa. Nói rồi Phượng leo lên xe, cả hai đợi chị Thanh khóa cửa rồi tiếp tục di chuyển. Hai chiếc xe máy bòn bòn trên con đường đất, chỉ vừa hai cái xe máy đi xiên thẳng vào trong rừng. Tiếng kêu của máy móc, tạp âm khắc vang vọng phía núi rừng nếu như ai còn biết có thể nghĩ họ là lâm tặc đang vào rừng trộm gỗ cũng nên ngồi trên hai chiếc xe càng đi vào sâu ai trong số cả ba cũng đều lộ rõ sự đề phòng thứ họ đề phòng không phải là con người mà chính là sự âm u của nơi này sự sống trong nơi tâm tối này là một thứ gì đó rất khó có thể tìm thấy chiếc xe của chị Thành cuối cùng cũng dừng lại tránh ngỡ với không gian vừa đi qua nơi này như có một cái giếng trời nằm giữa rừng sâu vậy có sự sống, có ánh sáng Và có cả sự bình yên mà con người ta mất cả đời để tìm kiếm Thắng và Phượng cũng dừng lại phía sau Họ nhìn xung quanh hỏi chị Thanh ờ, Đây là... Chị Thanh chỉ tay vào một cây cổ thụ lớn Thầy sẽ ra đây thôi Giọng nói của chị Thanh bây giờ rất nhỏ Chỉ đủ cho ba người nghe thấy Một luồng gió nhẹ khẽ lướt qua nơi này Khiến cho những thực vật sống đung đưa tạo nên một âm thanh xảo giặc đặc trưng của các nơi linh thiêng vốn có. cẩn gió nhẹ lướt qua thì cũng đã lúc một ông thầy mà chị Thanh nói xuất hiện. Nhưng sự xuất hiện của ông ta quá bất ngờ chỉ vì một chút cuốn theo thiên nhiên mà không để ý tới sự hiện diện của ông thầy. Cả bà vội cúi đầu. Dạ, chúng con chào thầy ạ. Ông thầy này nhìn cũng chặt tuổi lục tuần nhưng phòng thái và khí chất tỏa ra có một chút gì đó khiến người đối diện phải kinh nề. Dạ à, chị, có việc gì hay sao mà lại tìm đến tôi? Chị Thanh cúi đầu. À, dạ không, ngày hôm nay con đến là dẫn hai người này tới tìm thầy nhờ thầy giúp ạ. À? Chị Thanh dứt lời, Phượng cúi đầu tiếp. Dạ gia đình con đang gặp chuyện với người âm, biết được thầy nên bọn con tới đây tìm để nhờ thầy giúp đỡ ạ, à? mong mong thầy giúp gia đình chúng con. Dạ chào thầy, mong thầy giúp đỡ. Thắng cũng lên tiếng theo sau vợ. Ông thầy vẫn lặng lẽ im lìm nhìn hai vợ chồng thắng. Một lúc trôi qua, ông mới đi lại gần cất giọng. họ cũng không phải từ anh chị mà ra, vì vậy tôi sẽ giúp. Giờ mọi người cứ về nhà trước sau đó dán cái lá bùa này chấn ở cửa chính. Còn cái lá bùa này mang theo trong người, vào bên trong nhà sẽ tự cắt phát hủy tác dụng. Vừa nói tay thầy, thầy vừa rút ra một đạo bùa màu vàng và một đạo bùa màu xanh, có chỉ đỏ bằng cái lòng bàn tay đưa về phía của thắng. Hai vợ chồng nhận lấy lá bùa, cúi đầu cảm tạ, chứ cũng không dám hỏi nhiều vì sợ bất kính. Ông thầy tiếp tục cằn dặn. Nếu được, anh chị nên về nhà một mình sẽ tốt hơn. Ngoài rắn đá bổ này thì hãy rắc muối bao quanh căn nhà. Đợi thích hợp tôi sẽ đến giúp anh chị. Bộ dạng thư thái của ông thầy quay người trở lại. Ông ta còn cười lớn trong gió nhẹ vang lên tiếng cười văng vẳng, loáng thoáng. Ông thầy Pháp còn nói... Cũng là duyên Sao có kẻ địch, người chi kỷ, cũng chữ nhân, sao vẫn sinh người tốt, kẻ xấu. Trời sinh báo ứng, cả tạo nhân quả. bằng quà khô dừng một cách nhanh chóng cùng một con đường, nhưng khi trở về họ lại cảm thấy nó nhanh hơn một cách lạ thường Thời gian có thể vẫn không thay đổi, con đường cũng chẳng đổi thay thứ họ cảm thấy nhanh nhất. Chắc có lẽ là do sức mạnh của tinh thần họ vừa tìm kiếm được nơi tận cùng của núi cốc. Trở về nhà của chị Thanh, cả ba một lần nữa ngồi lại với nhau, không chút mệt mỏi. Thắng ngồi xuống, chỉ nhấp lấy một chén nước rồi đứng dậy nhìn Phượng và chị Thanh. Chị, cho vợ ở đây ở tạm được không ạ? À? Tại gia đình em nội ngoại cũng ở xa, bạn bè thì... Chị Thanh giơ tay chặn lại, miệng cười vui vẻ đáp. Ôi, nhà chị cũng còn phòng trống cứ ở đây với chị ở đây bầu bạn với chị một thời gian cũng được không sao đâu phượng có vẻ vẫn ngại cô nói vậy có phiền chị không ạ à? chị thanh đập nhẹ tay lên vai phượng cái con này ở đây mấy hôm có sao đâu à, vâng em cảm ơn chị phượng mỉm cười cảm ơn chị thăng phượng mỉm cười cảm ơn chị thanh thắng xem mọi chuyện ở đây cũng đã xong anh cảm ơn chị thanh một lần nữa sau đó dặn dò phượng đủ điều mới quay đề về mặt phượng cô ngoài mặt tuy mỉm cười nhưng trong lòng cũng đang rất lo lắng cho chồng của mình thấy phượng ánh mắt trùng xuống ngay sau đó thắng nhìn chị thanh đồng cảm cất lời động viên có thầy giúp đỡ cứ yên tâm em ạ à, không có sao đâu phượng nở một nụ cười nhạt đáp lại ngay sau đó cô lại có chút gì đó tò mò với ông thầy liền hỏi mà sao chị lại quen ông thầy đấy Hơn nữa nếu giỏi Thì người dân xung quanh đây đã đồn đại có tiếng lắm chứ chị Chị Thành cười đáp <cười> Thật ra Thầy ấy không phải là người ở đây Ông ta thường đi khắp nơi Tìm tới những nơi địa thế tốt để tu đạo Nơi ông ấy tu đạo Thường là thâm sâu núi Hít cốc Nơi mà gần như chẳng có sự sống ấy Sau một thời gian Thì ông ta lại rời đi nơi khác Chẳng may mắn Thì không có gặp được Còn may lắm mới gặp được đấy Phượng gật đầu tỏ ra ý đã hiểu Nhưng ngay sau đó lại ra vẻ thắc mắc Chẳng phải chỗ ông ta vừa nãy sống Tràn ngập sự sống hay sao hả chị? Chị Thanh cười đắc ý Thì ông ta đến đấy Mới có sự sống Rồi cũng sắp rời đi rồi Điều kỳ diệu là nơi ông ta rời đi Sẽ có sự sống trở lại đấy Ừ, thật á Phượng ngừng lại rồi lại bật người Có lẽ cô biết Ông thầy đó dường như sẽ giúp được mình Phía ngoài trước đó cầm đầu Một mình bước trên chiếc xe đang đậu ngoài lề đường Thắng không chút gì bận tâm Mà nổ máy rồi cho xe chạy thẳng về hướng nhà mình Khoảng cách không ra Chỉ mất tầm 30 phút là về tới Thắng dừng xe bên ngoài bước xuống Đứng trước căn nhà Sao chỉ có hôm qua và hôm nay Chồng nó lại khác lạ đổi thay nhiều quá không phải là hình dáng hay mọi thứ cảnh vật xung quanh. Sự thay đổi ở đây là cảm giác ấm áp, ngọt ngào. Chúng dường như đã biến mất hoàn toàn. Đứng bẩn thần mất 5 phút, Thắng cũng gạt bỏ đi những dòng tâm trạng, sau đó lấy những bịch muối đã mua sẵn, rắc xung quanh căn nhà. Xong rồi, anh ngồi nghỉ hồi lâu, chuẩn bị đối mặt với điều anh lo lắng nhất. Hít một hơi thật sâu, Thắng lấy cái lá mùa ông thầy đưa cho, gắn lên trên chính giữa của căn nhà. cánh cửa từ từ được đẩy ra hơi lạnh âm u của căn nhà bắt đầu bao lấy anh khi anh bước vào bên trong mặc dù có chút sợ hãi tuy nhiên thắng vẫn cố tỉnh táo để biết rằng mình phải đi tiếp dù giá nào cũng không thể cục ngã ở thời điểm này được càng bước vào bên trong sự ẩm ướt hoang tàn càng khiến cho thắng cảm thấy kinh tởm đạo bùa mà ông thầy đưa cho cũng từ từ được thắng rút ra từ bên trong tay áo thắng chẳng hiểu lý do vì sao lá bùa bỗng dưng bốc cháy rồi tan vào trong không khí. Chẳng biết nó làm từ thứ gì mà lại kỳ lạ tới như vậy. Còn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra thì cũng vào lúc này bỗng dưng cánh cửa phòng chính đóng sập lại. Bên trong căn nhà bắt đầu vọng ra những tiếng kêu ghê rợn. Những điều này ông thấy không hề cảnh báo cho anh biết. Bây giờ anh cảm thấy hoảng mang vô cùng. Cút Cô... Cút đi Giọng nói ai oán vang vọng thề lường khắp cả căn nhà vang lên. Thấy sắp có chuyện không ổn, Thắng liền lao nhanh ra phía cửa chính. Giữ lại chút ý thức, anh cố gắng mở cánh cửa. Nhưng vì cú đập vừa nãy quá mạnh, khiến cho nó như bị hì hại, kẹt cứng. Không có mở cửa được. Kèm với đó là cảm nhận thứ âm thanh kề sợn kia. Đôi lúc Thắng còn cảm nhận được một hơi lạnh chạy dọc sống lưng giống như cô ta vừa lướt qua chiêu đùa anh vậy xin, xin xin cô tha tha cho tôi những lời nói của thắng gần như vô dụng ở thời điểm hiện tại thứ kình người đó vẫn cứ luẩn quẩn và bao quanh lấy anh phải chạy đúng rồi phải chạy thắng cố vực lại ý chí rồi tiếp tục đẩy cửa nghĩ về vợ về con về gia đình thắng càng đứng vững hơn bao giờ hết Đôi bàn tay của anh vặn mãi đến bục cả da tay Cuối cùng chốt cửa cũng đã được mở Thắng lập tức thục mình lao ra bên ngoài Vừa lao ra khỏi cánh cửa Thì cánh cửa cũng đóng sập lại luôn Nghĩ an toàn Thắng ngồi bệt xuống rồi thở hồng hộc Miệng anh vẫn nở sáng cái nụ cười Như tượng trưng cho kẻ chiến thắng Đợi <laughs> đấy Đợi đấy Thầy tới mày chết chắc Càng nghĩ tới những ngày vừa rồi Bị cái thứ quỷ quái kia hành hạ khiến cho thắng đắc ý mà cười lớn nhưng vừa mới dứt lời thì cánh cửa chính bắt đầu rung lên từng chập điều này khiến cho thắng hoang mang mà ngồi bật dậy anh nhìn vào cánh cửa nếu như vậy sẽ chẳng chịu nổi nữa thì không còn cách nào mất trong lúc dối trí thì cánh cửa lại im lặng thứ âm thanh đồ đạc và tiếng cười man dợ cũng dần dần biến mất một sự yên tĩnh yên tĩnh đến lạ thường thắng lúc này thấy không còn động tĩnh gì nữa thì cũng thở vào tuy vậy cũng không dám vào căn nhà này thêm một lần nữa vì sợ sẽ gặp tình cảnh như vừa nãy. Toàn quanh người rời đi thì anh lại nghe thấy âm thanh vọng ra. Nhưng lần này là một tiếng khóc, tiếng khóc vang vọng như xuất hiện từ một hướng khiến cho thắng lại động mà nổi tính hiếu kỳ, tuy vậy anh vẫn hơi đắn đo. Nếu con quỷ đó lừa anh Thì anh sẽ chết chắc Tốt nhất ở đây chờ thầy tới Xong mọi chuyện rồi tính sau Nghĩ vậy anh lùi lại Nhưng tiếng thút thít ngày một xuất hiện nhiều hơn Khiến cho anh chẳng chịu nổi sự tò mò Thắng đứng dậy hít một hơi thật sâu Nhớ lại lời của ông thầy nói phẳng phất trong gió Ngay lúc anh quay người bỏ đi Anh lẩm bẩm Nhân Duyên Cuối cùng Thắng cũng không đánh đo mà đi thẳng tới cánh cửa Đưa tay đẩy nhẹ Thì cánh cửa mở ra một cách dễ dàng Khắt hẳn so với bạn nãy bước vào bên trong, một đống tàn tích bừa bộn bày ra trước mắt. Anh không nói gì mà chỉ tập trung lắng nghe. Tiếng khóc bảy giờ đây, không vọng xung quanh mà nghe từ chính đối diện phát ra vậy. Anh lại lặng lẽ đi tới gần hơn. Trong lối hành lang của căn nhà, hiện giờ chỉ còn một màu đen u ám. Tuy là sợ, nhưng Thắng lại chẳng ý thức được việc của mình đang làm để mà dừng lại. Cuối cùng, nơi cuối hành lang, nơi mà Thắng chẳng thể bước thêm nữa. Anh dừng lại, tiếng khóc giờ đây anh đã nghe rõ hơn bao giờ hết bởi vì tiếng khóc đó đang phát ra ngay trước mặt anh thắng chẳng hề có chút sợ hãi anh từ từ ngồi xuống bên cạnh cô gái đang thu mình nhỏ nhắn ở đó bàn tay mất ý thức đặt lên vai của cô 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 là ai cô gái vẫn khép mình nơi góc tối sau đó nhẹ nhàng đưa bàn tay trơ chóc tua tủa thịt thối đặt lên tay của thắng sau đó từ từ quay mặt lại Khuôn mặt Đăng Vân Hủy hiện hữu ra trước mặt anh Khiến cho anh thoáng chút nữa Là nôn thốc nôn tháo Tuy vậy anh vẫn kiểm chế lại Ánh mắt nhìn một cô gái xấu xố, Anh lại hỏi C -c -c Cô là ai? Sao lại ở đây? Và, và còn muốn hại gia đình tôi nữa? Cô gái lắc đầu Con người đám thịt tua tủa cũng lắc lư theo Thắng không hiểu cô ta muốn nói gì Bây giờ đây anh bỗng dưng Lại muốn tìm hiểu chuyện này nhất Tìm nguyên nhân vì sao cô ta lại hại vợ chồng anh tìm xem cô ta là ai, tại sao lại chết ở đây. Nhưng với những câu hỏi không có lời đáp ấy, thì sẽ mãi là một bí mật. Gương mặt tỏ ra thất vọng, anh ta vẫn đặt tay lên vai cô gái. Anh nhìn thẳng vào đống thịt tu tủa trước mắt rồi nói. Tôi không biết cô là ai. Cũng không biết, có phải trận chiến vừa rồi là cô làm như thế này hay không? Nhưng xin hãy tha cho gia đình chúng tôi. Còn nếu... Nếu như cô muốn tôi đánh đổi điều gì đó trả lại sự bình yên cho vợ con tôi 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 sẽ đồng ý thắng không còn muốn diệt cô ta nữa ngay khi anh bước vào căn phòng này lần thứ hai thì có lẽ anh cũng đã buông bỏ điều gì đó mất rồi sự chân thành của thắng đặt hết vào câu nói của mình câu nói từ tận trái tim gần như cô ta cũng cảm nhận được điều gì đó cánh tay tối giữa cô ta một cách chậm rãi từ từ đưa hai cánh tay rồi đặt vào hai bên thái giường của thắng anh không hề có phản ứng và cũng trong thoáng chốc thắng đã mơ hồ bước vào một thế giới mờ mờ ảo ảo nào đó từ từ một cánh cửa mở ra anh thấy đây chính là ngôi nhà của mình nhưng những thứ nội thất bên trong giờ đây còn sang trọng hơn rất nhiều anh mải mê nhìn ngắm những thứ sang chảnh thì một đôi nam nữ bất ngờ xuất hiện họ gần như chẳng thấy sự hiện diện của anh mà tiếp tục lô đùa họ chạy từ trên tầng xuống dưới Họ cho nhau những hành động thể hiện tình cảm một cách ngọt ngào Nhìn cảnh lãng mạn trước mắt Thắng mỉm cười nhớ lại bản thân Và Phượng ngày trước Quả thật rất giống nhau Đang nhớ lại bản thân ngày trước Thì quay lại cảnh tượng tình cảm ấy đã biến mất Cảm phòng sang trọng giờ đây Cũng đã tàn biến Những đồ đạc dường như chẳng còn lại gì Vẻ hoang sơ chẳng khác nào Ngày Thắng và Phượng chuyển tới Chưa hiểu sao lại như vậy Thì cảnh cô gái và chàng trai lại xuất hiện Họ đã trưởng thành hơn vào lúc này, Thắng như đã nhận ra người đàn ông này chính là người bán căn nhà cho mình. Nhận ra, nhưng anh vẫn chăm chú vào những hình ảnh trước mắt. Nhưng những thứ tình cảm họ dành cho nhau đâu có và đã biến mất rồi. Hình ảnh cái vã tranh cãi rồi đánh nhau xung đột giữa hai người xảy ra, nhưng Thắng lại chẳng hề nghe thấy nội dung. Những hình ảnh xung đột diễn ra mỗi lúc một nhiều, còn có những hình ảnh người thanh niên kia mang đồ đi đâu đó. Qua những hình ảnh đấy, Thắng đều đã biết cô gái này đang muốn truyền tải cho mình gì Nhưng anh không có ý phản ứng mà vẫn tiếp tục muốn xem hết câu chuyện của cô gái Những hình ảnh xung đột cuối cùng cũng kết thúc Một không gian tối đen bắt đầu bao quanh lấy bóng tối cô gái Vẫn là hai con người đó Họ đang tranh cãi rất gây gắt Cô gái còn cầm thứ gì đó giống như để đe dọa Còn chàng trai về mặt xem chừng cũng như bình tĩnh lại Nhưng không Anh ta bình tĩnh để tiến tới chỗ còn rào sắc lẹm mà cô gái đang cầm trong tay. Cô gái bây giờ đang không hề cảnh giác. Và rồi... Điều gì tới? Cũng đã tới. Hắn ta quay người, đồng thời vung một tay đập mạnh vào cô gái. Nhưng cô gái rất may tránh được và tìm đường thoát thân. Cửa này, cửa khác đều đã bị khóa. Cô gái tuyệt vọng đối diện với hắn ta trong lối hành lang nhỏ hẹp. Mỗi bước chân tiến đến, khiến cho cô nàng cảm nhận được sự rõ ràng hơn con đường xuống địa ngục của mình tỉnh lại đi, tỉnh lại. Ông thầy không biết từ đâu xuất hiện, còn liên tục tát vào mặt thắng đang nằm vật dưới sàn nhà. Sau một vài lực tác động, thắng cũng lờ mờ tỉnh dậy. Anh nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn thấy ông thầy bỗng nhiên xuất hiện, anh ngờ ngác hỏi: ờ, "Thầy, thầy tới khi nào vậy? Ờ, ờ, sao con lại 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 nằm ở đây? Sao đồ vật ở đây lại?" Ông thầy mỉm cười nói chỉ là một giấc mơ thôi. Đứng dậy nhìn xung quanh dân nhà, ông thầy tiếp. Ngay khi hai vợ chồng cậu tìm tới ta, ta đã nhìn thấy ở đây chẳng phải là oán nghiệp. Trong ngôi nhà này xuất hiện thực sự có một đoàn hồn, nhưng cô ta chẳng có ý hại gia đình cậu. Có thể những gì xảy ra chỉ là vô tình giữa người sống và người chết, nên mới ra cái sự việc này thắng vẫn còn ngơ ngác anh lắp bắp nhưng nhưng mọi chuyện ông thầy nhìn thắng rồi mỉm cười chậm rãi đáp nếu như ngày hôm nay cậu diệt trừ cô ta mà chẳng tìm hiểu rõ sự tỉnh ra sau. và khi đó cậu đã bớt đi một mối nguy nhưng nếu thế gian này có luân hồi thì sao dù oán thủ tự dưng chuyển đến Thì cũng sẽ lưu lại kiếp sau đây Dứt lời ông thầy cười lớn Rồi mở to cánh cửa Sau đó quay người rời đi Trước sự ngỡ ngàng của Thắng Thằng muốn đi theo Nhờ ông thầy giúp giải đáp những thắc mắc Nhưng rồi anh lại dừng lại Chậm chậm quay lại căn phòng ngồi xuống ghế Anh đàn tay bắt đầu liên kết lại những hình ảnh Mình còn nhớ được một hồi cuối cùng anh cũng hiểu ra sờ cái chết của cô gái ấy Biết rõ thủ phạm Biết rõ cách hắn ta giết người Nhưng không hề có bằng chứng để cho hắn Phải từ từ Lộ diện trước pháp luật Nhưng rồi một tia sáng táo bạo lóe lên Anh bước nhanh tới cuối hành lang Đứng đúng cái vị trí Mà cô gái ở trong giấc mơ ngồi Nhìn chăm chăm vào vị trí đó Thắng bộc lộ điều gì đó đắn đo Nhưng ngày sau đó anh quay ngoắt người lại Chạy ra chỗ ban đầu Ở chỗ ban thần tài Lấy một nén nhang Dừng lại đúng vị trí Anh tự khấn vái rồi đặt nhẹ cái nến hương xuống vị trí Tiếp tục Anh ông dùng bước ra khỏi căn nhà Đánh xe đi đâu đó Tầm 30 phút trôi qua chiếc ô tô cũng đã trở về Anh mở cửa bước xuống thầm thả Sau đó ra phía sau Lấy đồ vừa mua Là những dụng cụ như cuốc xẻng Mang thẳng vào trong nhà Anh ta đóng chặt cửa lại Nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ tối Lúc này anh ta mới giật mình Mọi chuyện diễn ra khiến cho anh quên mất một điều gì đó Vội rút điện thoại Anh tròn mắt 20 cuộc gọi nhỡ 20 tin nhắn Anh gọi ngay cho Phượng Chỉ qua một hồi chuông cô đã bắt máy Tiếng trách móc ngay lập tức được Phượng nói một hồi Khiến cho Thắng có chút gì đó không biết nói sao Chỉ biết ẩm ờ xin lỗi Cuối cùng Thắng nói không còn gì nguy hiểm Nhưng anh vẫn còn chuyện phải làm Xong việc anh sẽ tới đón cô ngay lập tức Cô không cần phải quá lo lắng Phượng lúc đó ở đầu dây bên kia cũng an tâm cúp máy luôn Tắt chiếc điện thoại thắng không suy nghĩ nhiều mà cầm dụng cụ đi tới nơi cuối cùng của hành lang anh nhìn chăm chăm xuống anh chắp tay khấn vái tiếp đó dùng điện thoại gọi thẳng cho ai đó và sau chỉ một câu nói duy nhất bên chiếc điện thoại đã phát ra tôi đã phát hiện một xác chết trong nhà của mình địa chỉ tôi ở lớp gạch ở dưới nền ngay lập tức bong ra từng mảng theo những cú đập của thắng Thắng gần như không mất quá nhiều thời gian trên cái bề mặt đó. Cuối cùng, lớp đất cắt. Anh ta ngồi sụp xuống, dùng chiếc xiềng nhỏ làm vô cùng cẩn thận. Quả nhiên, không quá nửa mét thì Thắng đã chạm phải thứ gì đó. Còn chưa kịp lôi lên thì bên ngoài có tiếng xe cảnh sát đang réo kêu inh ỏi. Thắng để mọi thứ rồi từ từ ra mở cửa. Sau đó dẫn thẳng cảnh sát đi về phía cuối cái hố mình đang đào. Chỉ tay súng và nói, Tôi chỉ đào giúp anh tới đây thôi Có những thứ dưới đó Tôi... tôi nghĩ sẽ đủ giúp các anh Có thêm được một bộ hồ sơ Cảm ơn anh đã cải báo Nhưng chúng tôi cũng cần đưa anh về đồn Để lấy lời cài Mọi đồng chí bắt đầu làm việc một cách nhanh chóng Đã tới đây Thắng cũng nhiệt tình hợp tác Tại nhà chị Thanh trước đó Sau cả nửa ngày lo lắng Cũng không gọi điện thoại được Muốn đi tìm nhưng chị Thanh cản lại Trong lúc tuyệt vọng thì có cuộc gọi của thắng khiến cho cô an tâm phần nào. lúc cúp máy điện thoại của thắng, phượng còn nhảy cẫng lên vui mừng nói với chị thanh. bà chị ấy thấy phượng vui như vậy cũng không lỡ cản lại, mặc dù thằng nhỏ đang ngủ bên cạnh. một hồi cũng biết hơi quá nên phượng dừng lại. cô ngồi bên cạnh chị thanh nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay chị rồi dịu giọng: chị sao chị tốt với vợ chồng em vậy? chị thanh mỉm cười nụ cười như chẳng muốn trả lời câu hỏi này tuy nhiên phượng vẫn nghiêm túc Của nói tiếp em hỏi thật mà chị thành bây giờ mới chậm rãi đáp ai giúp người khác có cần lý do hả em phượng hơi bất ngờ trước câu trả lời này chị Thành nắm tay của phượng nở ra một nụ cười thân thuộc không phải riêng em mà ở hiện tại bất cứ ai chị cũng sẽ giúp Chị Thành dừng lại Phượng cũng không hỏi thêm điều gì liên quan nữa Cả hai ngồi một lúc Rồi trở về phòng riêng của mình Bước lên căn phòng trên tầng 2 Căn phòng mà chị Thanh đã chuẩn bị trước Phượng nhìn căn phòng nhỏ nhắn không ai ở Nhưng được bày trí những đồ đạc vô cùng dễ thương bao quanh Có chút tò mò Nên sau khi nằm một lúc Phượng ngồi dậy ngó nghiêng căn phòng Ánh mắt của cô dừng lại tại một bức ảnh Một bức ảnh có đầy đủ cả bốn thành viên Chồng họ giống nhau Giống như một gia đình Khẽ tiến lại gần cầm bức ảnh Có hai mẹ còn chị Thanh trong bức ảnh Lúc này thì Phượng đã chắc Đây là bức ảnh gia đình của chị Nhìn bên cạnh chị Thanh còn có một người đàn ông cao giáo Đứng cạnh Tiếc là gương mặt của anh ta trên bức ảnh không còn nhìn rõ Nhìn vào nhân vật cuối cùng Nhưng bỗng dưng Phượng giật mình có chút gì đó Hoảng hốt cô làm rơi bức ảnh xuống Cô bé trong bức ảnh đang tươi cười Chính là cô bé Phượng đã thấy Ở bên rừng bệnh cạnh mình Ở trong bệnh viện nhưng sao Phượng lầm bầm một cách khó hiểu Sau đó cô nhận ra được bức ảnh này Nhưng còn có điều gì đó hơi khác Phượng sờ mặt thì thấy rất lạ Bức ảnh rất dày Chắc hẳn còn có điều gì khác nữa Cô nhẹ nhàng bật ra Thì có dấu hiệu một cuốn sổ nhật ký nhỏ Sự tò mò thôi thúc cô mở ra Bản thân cô Cũng muốn biết rõ lai lịch của người phụ nữ này Nhưng rồi cô lại nhẹ nhàng Đặt nó lại sau bức ảnh Để rồi để bức ảnh vào vị trí cũ của nó. Một năm sau, thời gian chấp nhoáng như một cái đã qua đi. Căn nhà xảy ra bao nhiêu chuyện cũng đã được thắng sửa sang lại. Cuộc sống hai vợ chồng do đó dần dần trở lại ổn định. Đã vậy, tình cảm của họ càng ngày càng thêm thắm thiết. Công việc của Thắng cũng từng bước thăng tiến. Còn Phượng, cô đã sinh được một đứa con trai đầu lòng. Bố mẹ Thắng vì có cháu trai nên cũng quyết định dọn lên đây để chăm sóc. Căn nhà mới ngày nào còn lạnh lẽo, này nó tràn ngập tiếng cười, sự ấm áp, ngay cả khi nó nằm cô độc giữa núi rừng đi chẳng nữa. Vâng, <laughs> thưa quý vị, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Không quá nhiều những yếu tố ma bị kinh dị là công quý vị. À. Nhưng mà nó cũng khiến cho chúng ta có một chút gì đó tò mò. Nó cuốn, nó cuốn từ đầu đến cuối. Hằng đọc rất là nhiều câu chuyện rồi và hầu như những câu chuyện mà hằng chỉ còn đọc một chút ban đầu thôi, hằng cũng đoán được ở phía sau như thế nào. Cho nên nó không có đủ cuốn chúng ta ấy. Và những câu chuyện này này, nó có rất là nhiều những cái tình tiết được vẽ ra khiến cho chúng ta tò mò. À, điển hình như cái cô gái đó. Là ai? Vì sao vì chết? Rồi cái cô bé ở trong bệnh viện. Ừ. Có phải là cái cô gái đó theo Phượng hay không? Ừ. Rồi đến cuối cùng cái bức ảnh. Cái bức ảnh mà Phượng cầm trên tay rồi cuốn nhật ký Phượng không đọc. Nó là một cái dấu chấm hỏi lớn ở trong cái câu chuyện này, nó không có lời giải. Cô bé đó là gì của chị Thanh? Người đàn ông không có khuôn mặt kia, không rõ khuôn mặt kia phải chăng là chồng của chị Thanh Cũng không có nhắc tới Phải không quý vị Có rất là nhiều câu hỏi Không có câu trả lời mật khiến cho chúng ta phải suy nghĩ Đó cũng là một cái hay của tác phẩm Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi Cũng khá là dài Cảm ơn quý vị đã theo dõi lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại Chúc quý vị ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp nhé